Xin kính chào các bạn và các anh chị. Hôm nay mình đang có mặt tại nhà thờ Đức Bà. Đây là khu trung tâm của quận 1. Đây là một công trình kiến trúc bên tôn giáo rất là đặc biệt, và có một kiến trúc rất đặc biệt. Mình sẽ quay phim xung quanh cho các bạn chị xem. Thì công trình kiến trúc nhà thờ Đức Bà được xây dựng và hoàn thành vào khoảng năm 1880, tức là hơn 100 năm rồi. Và hiện tại thì những năm 2018 đến nay thì người ta đang trong quá trình trùng tu, sửa chữa rất lớn. Và khoảng trong vòng 3 năm nữa, khoảng dự kiến khoảng 2023-2024 thì mới xong cái công trình này. Đây là một trong những điểm mà rất là nhiều khách tham quan du lịch khi tới thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ quay phim. Ở đây phía trước là có cái tượng của Đức Mẹ Maria. Không gian xung quanh cái nhà thờ đây thì có cái tòa nhà cũng là kiến trúc cổ từ Pháp, từ thời Pháp người ta xây dựng là cái tòa nhà bưu điện thành phố. Rồi cái không gian xung quanh thì là những cái công trình mới, ví dụ như những cái tòa nhà mới xây dựng sau này. Điểm đặc biệt của công trình là có hai cái tháp chuông lớn trên đỉnh các bạn chị đang thấy, và được xây dựng theo phong cách Roman, kiến trúc Roman đặc trưng. Người ta đang trong quá trình trùng tu xây dựng cho nên là hôm nay là không có mở cửa. Đây là người ta ghi cái giờ hành lễ của cái nhà thờ. Thì vào chủ nhật là các khung giờ. Khi đứng bên hông cái hướng bưu điện thành phố thì các bạn anh chị sẽ nhìn thấy rõ hơn toàn cảnh cái nhà thờ Đức Bà. Thì hiện quá trình trùng tu cái phần mái ngói phía trên đã xong, mà các bạn thấy là ngói đã được lợp lại màu đỏ tươi. Do là quá trình trùng tu sửa chữa nên người ta đang rào lại xung quanh cái phần để làm cái phần công trình xây dựng. Các bạn thấy là mình sẽ đi sát và mình quay cho mọi người xem cái trình rất là đẹp.
những cái đơn vị, những cái nhà thầu mà sửa chữa trùng tu cái nhà thờ Đức Bà hiện tại là những cái công ty từ Pháp và Bỉ, những cái vật liệu cũng nhập khẩu từ Pháp và Bỉ qua để sửa chữa, kể cả gạch ngói. Thì thấy cái dàn giáo rồi ta đang làm cái phần phía sau, cái mái phía sau của cái nhà thờ. Từ phía sau nhìn tới, từ hướng cái công viên này, và các bạn anh chị thấy là cái phần công việc trùng tu thì phần mái thì cái phần phía sau là chỉ còn phần làm phía sau, tới phần phía trước và phía giữa là đã xong rồi, và người ta đã lắp ngói đến cái phần những cái khu nhà phía dưới, những cái tầng dưới. Đây, cái phía này các bạn chị thấy là cái phần tháp chuông rất là rõ, trên cao.
Xin cảm ơn các bạn anh chị đã theo dõi video này. Mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn chị ở video sau. Mình sẽ quay phim cái khu trung tâm quận 1 cho mọi người xem thêm.